Một tin vui cho ngành nông nghiệp Việt Nam, sau quả vải, tới đây thì xoài Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang Australia, một trong những thị trường trái cây khó tính nhất thế giới. Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Australia cho biết, chính phủ nước này đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để cấp giấy phép nhập khẩu cho xoài Việt Nam. Nếu được cấp phép, đây sẽ là loại trái cây thứ hai của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường này. Hiện nay cây xoài được trồng rất nhiều tại đồng bằng sông Cửu Long, cây xoài cũng không nằm ngoài quy luật được mùa mất giá của ngành nông nghiệp. Hiện nay xoài xuất khẩu sang Trung Quốc rất chậm, đầu ra tương đối khó khăn, thậm chí có nhiều nơi thì người trồng vẫn hái xoài non để bán. Trong đó xoài cát chu đang được thị trường ưa chuộng và có thể vượt qua cả xoài Thái Lan, nhưng cũng nằm trong tình trạng chung này. Việc xuất khẩu sang thị trường Australia không chỉ là cơ hội tiếp cận thị trường này mà còn giúp quả xoài Việt Nam có tên tuổi trên bản đồ đặc sản trái cây của thế giới.